Đó, cô chú ơi, cô chú coi công chúa ở đâu tới nè. Bước ra con. Gì đâu lạnh, bước ra. Bước ra nắng là hết lạnh liền, đi con. Bước, đóng cửa lại nha. Trời ơi, cô chú coi công chúa mặc đồ đẹp nè. Unicorn nè, thấy chưa? Đây, đây mày nắm tay con. Thôi tự đi đi, tự xuống nè. À, con muốn nắm tay mẹ hả? Đi kiếm lá cây đấy, mặc đồ unicorn đi kiếm lá cây đấy, cho lá cây đuổi bắt unicorn. Wow, đẹp dữ ta. Mẹ đâu biết lá cây đâu đâu. Quá đẹp luôn. Gì nắm tay hả? Mày đặt đi nha, mày đặt cái công chúa này, mày đặt bắt người hầu nắm tay nữa. Này là camera thôi. Đâu có lạnh đâu, con xảo quá. À, đẹp quá, mặc bộ đồ quá đẹp luôn. Đứng đứng lại bờ sông đứng mày chụp tấm hình nha. No, không phải cô đó, con chim. Đứng lại lại đứng bờ sông mày chụp tấm hình ơi. À, trời trời trời, chó làm sẵn hồn trời. Những chó làm mình hết hồn mà chay. Chay nhìn mẹ coi chay. Chay mới ngủ dậy nên cái mặt hơi đơ cô chú ơi. Đúng rồi, chó làm điếc lỗ tai của cha ha. Chó làm điếc lỗ tai thì chứ. Đúng rồi. Ai mà ồn ào quá là con cứ đứng trước mặt người ta con làm vậy là người ta im liền rồi chơi. Con muốn ra thuyền hả? Mẹ bồng con qua nước hả? Con tự đi đi. Con tự đi đi cháy. Con sợ nước hả? Ok, để mẹ bồng con qua đi. Đi đi tới chỗ đó đi mẹ bồng qua. Nước có chút xíu chứ đâu sợ. Đi đi. Mẹ nắm tay con qua nha. Thôi khỏi khỏi ướt đi. Rồi đi qua luôn. Đúng rồi. Không sao hết. Con chó ồn ghê luôn á. Điếc luôn tay người ta luôn á. Ta làm công chúa mà sao ồn ào quá. Rồi leo lên. Mở cửa. Biết mở cửa không? Em mở cho. Rồi vô đây. Đó, giờ sao muốn gì? Trời ơi cháy, lại đây mẹ chỉ nè cháy, lại đây là mẹ chỉ. Con ghê ghê kìa. Bixi spider kìa. Không có thuyền, không ai lên ghế rồi đóng mặn nhện luôn rồi kìa cháy. Đóng mặn nhện mà có mấy con mũi dính chảnh luôn á cháy. Đúng rồi, it's a spider hết rồi. Có mấy con mũi dính chổng luôn rồi chị ơi. Đâu chị đứng lên chị xè váy một cái mày cho mày coi cái đầm coi. Quá đẹp luôn. Đúng rồi, it's a spider. Bữa nay mới là đúng một ngày để được mặc đầm mặc váy hả chị ha. Đừng có đụng con. Sao con gan vậy? Con đụng mày sao? Ờ, đụng đi, con đụng đi. Con đụng đi đâu có sao đâu. Tự nhiên nãy mày kêu con đừng đụng chi trời. Mày khùng dữ trời. Đụng đi con đâu có sao đâu. Trời nãy chơi đầu cát không kìa. Con qua đây mày quay chơi coi. Trời ơi, có công chúa đứng cái tướng kìa coi. Trời ơi con kìa. Ngước ngước mặt lên nhìn mày cái coi. Chụp cho tấm hình nè. 1 2 3 Smile. Trời ơi, mặt đầm mày bây giờ e thẹn dễ sợ không? Đi trốn đó. Trời ơi, cũng à không đi theo, không đi theo. Trời ơi, con ngồi kìa, con ngồi e thẹn kìa. Ngồi đầm xè đó luôn. Trời ơi, con cái đầm này đưa cho nó mười mấy cái đầm, hỏi nó thích đầm nào, nó thích cái này đó. Chỉ kêu nó chỉ đó, hỏi mặt đầm này không, mặt đầm kia không, mặt đầm nọ không, không. Thôi mặc cái này. Chay nhìn mẹ cái chụp tấm hình coi. 1 2 3. Ôi trời ghê ghê nè chay. Con ghê ghê nè. Nhìn mẹ coi. Không ghê ghê nữa hả? Chay mới ngủ dậy chay còn say ke à. Ngủ từ 3 giờ rưỡi tới giờ là 5 giờ chiều rồi, dậy sớm sớm để tối ngủ sớm chứ còn để cho con ngủ tới 6 giờ cũng thì cũng được mà tới 6 giờ thì vậy trễ quá.
Sao vậy? Sao trầm tư vậy? Sao thì mị và nít đa vậy? Tự nhiên ngồi. Sao con? Đi đâu? Đi đâu? Đi xuống hả? Giờ con muốn đi đâu? Hai con không mẹ cái thì mẹ chạy đi xuống. Con nói thì sao? Con nói ai giúp vô? Con tên gì á? Trời ơi, đầm quá đẹp luôn. Đầm đẹp không? Rồi đi xuống nha. Dạ mẹ. Rồi mẹ đi xuống trước. Để mẹ đi xuống trước. Rồi con bước ra. Trở lại. Lấy tay ra. Rồi, đi xuống này. Sao con? Có chân nước. Rồi, giờ để mày ginh qua nha. Để mày ginh chạy qua để mày kéo quần lên nè. Rồi, đây này mày ôm. Mày ginh qua. Rồi, qua. Thì chị muốn đi đâu? Bởi đúng là người ta mặc cái đồ nào, người ta thể hiện cái phong cách cái đồ đó. Đầm là người ta phải thể hiện phong cách nhẹ nhàng. Cái đó là cái mấy cái bịch đó để cho mấy con chó mày đi poopy á, là mấy cô chú lấy cái bịch đó để hốt đó con. Hiểu không? Đó như chú này đang dẫn chó đi poopy nè. Mày coi con mắt dính gì nè. Hả? Hết nắng rồi hả? À, chay không có thích nắng cô chú ơi. Trời ơi, con cái đầm này mà đi với cái bãi cỏ. Flower, đúng rồi, cái đầm này. Con lại đứng gần flower, mày chụp tấm hình coi, lại lẹ lên. Flower nữa, lại hửi coi flower. Lại hửi coi flower thơm không? Đi lại đi, bước lại đi. Có con ghê dưới không? Ok. Đâu, ghê đâu? Hết rồi. Kìa, chị tính tay cho anh đó chạy xe đạp kìa. Anh đó lũ vô lùm luôn. Anh ai mà thấy chay là chỉ có lũ lùm thôi chứ còn không dám đi ngang hàng trời không. Mà con chim. Con gì? Con được cái sầm xạo. Con bị ho hả? Con bị để mẹ đi trước, mẹ mới quay mặt cho cô chú coi được chứ con dành đi trước chứ. Mẹ đâu có bỏ con đâu. Xe đâu? Anh chạy đi mất tiêu rồi. Mình đi đường này mình mới gặp anh nè, đi lại đây mới gặp anh nè, lại đây. Đó, đó anh kìa. Anh tú một xíu rồi kìa. Đi con. Cỏ mới vừa được cắt nên là có những đường lằn. À, hoa màu pink, đúng rồi. Hoa màu pink, hoa màu purple, hoa màu gì nữa? Màu white, đúng rồi. Cỏ màu gì ta? Màu gì? Màu green, đúng rồi, cỏ màu green. Hả? Hoa đó con, hoa mà mọc mà nở chưa tới nên nó bị vậy đó. Sớm nở tối tàn đó con. Đó anh nữa kìa chay. Ừ, anh này nãy về chạy xe đạp đây, vòng vòng đây cho cũng 30 vòng rồi đó. Không mà cái tướng ảnh cũng chạy xe đạp là cũng vừa rồi. Cái là cái ống cống để mưa chạy xuống á con, bờ lộn mưa nhiễu nước xuống đó. Thì mày xưa cứu e tao chống á, đúng rồi. Trời ơi anh nữa. Con về lấy xe đạp chạy không? Không.
về lấy xe đạp chạy đua không? Không. Dạ không mẹ, con muốn đi bộ. Chứ sao nói không? Đó, cho chim đâu mà kêu lãnh lót dữ vậy ta? Chim ở đâu mà kêu lãnh lót thảnh thót dữ vậy ta? Khu vườn. À, cái đó là cái khu vườn nhỏ của cái bà đó con. Bà đó bà để trong trống rồi bà để tùm lum hết á. Màu blue đúng rồi con. Thấy gì mà chạy dữ vậy? À không thấy con chim á hả? Thôi thôi biết cái nhà đó có đồ chơi phải không? Tôi là tôi nghi lắm. Biết cái nhà này có đồ chơi nè. Không được, không được. Đồ chơi của người ta. Biết ngay mà, bước vô, bước vô. Đi, đi về. Ừ, ABCQS. Đi con. Đi 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 đi. Chạy đi con. Kìa kìa anh chạy xe đạp kìa, coi anh chạy xe đạp kìa. Chạy đi không? Chạy đi không? Ok, I'm leaving. Kìa anh chạy xe đạp kìa. Đi về đây mày lấy xe đạp cho chạy. Đi lẹ lên. Đi về lấy xe đạp chạy. Đi con, đi vòng vòng đi con. Flower đó, cái là trong trống giả đó. Chạy con chó rồi chạy. I'm good, how are you? Chạy con chó rồi chạy, thấy không chạy à, chó dữ tận giờ rồi, chó thấy chạy còn chạy mà chạy đi, come here. Chó thấy chạy mà, hả? Trời, chó chạy, chó thấy chạy, chó chạy mất tiêu luôn á. Bà dục đứa thuốc, bà đang không thuốc, bà dục đứa thuốc ra, bà chạy ra, bà cho. Bà cho con chay đụng vô con chó. She is beautiful. Thank you. So beautiful. Bà khen chay đẹp quá, quá đẹp luôn. God, I'm so jealous. Oh, thank you. Bà nói tao, tao ganh tị với mày quá, mày có đứa con gái đẹp quá trời đẹp luôn. À, kêu kêu bạn trai ra chào đó, giờ kêu bạn trai ra chào con trai cho được không? Bởi vậy ngộ lắm, nít bên đây ngộ lắm các bạn, được rất là được gọi là sủng ái, đứng nhất nước Mỹ lần nít mà, rồi xong xong tới rồi xong tới con chó, rồi xong rồi tới phụ nữ, rồi xong rồi tới đàn ông, là có thiệt luôn á. Thấy không, có mình trai không mà hai ba người ra đều đứng chào hỏi được. Đúng vậy thôi đó. Thấy không, đó, mọi người thấy đâu có chào một câu, thấy chào ông chay không à. Chồng ra đứng bỏ tay vô túi rồi vậy thôi, chứ còn không làm được. Thôi bà chay đi đi chứ đứng đó hoài chạy. Cái gì vậy con? Bị gì vậy? Con chó liếm con hả? Cái gì con? Bỏ áo xuống. Con chó liếm áo con vậy hả? Rồi thôi đi chứ con. Đi đi. Bye đi, bye bye mọi người đi. Trời ơi, cái bà kia bà tới. Cái bà hàng xóm. Bà tới, bà giới thiệu bản thân. Rồi mình cũng giới thiệu bản thân. Rồi bà bán vốn. Bà mang vốn là bà nói mày có phải là chủ nhân của con Lucky không? Nói đời đúng rồi đó. À, cái con Lucky của mày á hả? À, tao có một con vịt đang đẻ trứng mà đang ấp trứng. Mà lúc nào nó cũng duỗi bắt cái con vịt đó hết. Nó dí cái con vịt đó. Tao không biết là nó muốn trứng hay là nó muốn dí con vịt đó. Hay là cái ý muốn gì. Cái Ngọc nhìn bà Ngọc cũng đơ luôn. Giờ biết nói gì vậy. Tao bắt cái con Lucky này vậy đó. No. Nó muốn làm cái gì nó làm cái đó hả? Ngọc sorry bà thôi. Ngọc xin lỗi bà thôi. Giờ biết sao vậy? Về để Ngọc phải trên đìa về nói chuyện với chồng Ngọc mới được. Cái con Lucky này là phải nhốt trong nhà, không cho đi ra ngoài vĩnh viễn luôn. Ăn rồi đi phá làng phá sớm mà để tao bán vốn không chứ không được vậy. Chay.
Cô nghe nãy là Kỳ bị bắn vốn không? Ừ, nó Kỳ bị bắn vốn đó, đi. Cái tiếng máy bay đó con, cái tiếng máy bay kêu đó con. Thùng đó, thùng điện đó con. Thôi tránh xa ra kìa, người ta kêu đừng có đụng vô, mà con lại đây chi vậy, đi lại đây. Đi lại đây. Đi về mát ba Lucky bị bắn vốn. Trời ơi, sao tới mùa hè là ai cũng mở nhà cái ùm xì đùng hết, không biết bị vô có bị copyright không biết. Con đó là con sư tử đó, con nhớ sư tử bạn con không? Con lại ôm hung sư tử miếng đi mấy năm trước đó, nhớ không? Nhớ. Sao giờ không hung nữa, giờ vuốt vuốt tóc thôi hả? Y như mình là người lớn rồi, bây giờ mình không hung nữa, mình chỉ vuốt đầu em nhỏ thôi hả? Y vậy à. Rồi còn bạn gì nữa? Đúng rồi, con cá, đúng rồi, con bạn cá. Nước, đúng rồi, nó nghe nè, còn bạn gì nữa, hai bạn đang đứng đây nè. Mắt nè, bạn này nữa. À, đi lại kiểm tra mắt bạn coi còn không á hả? Sau một năm thì mắt bạn cũng vẫn còn hai chỗ đó đó con. Chưa rụng. Cô này đi chơi mấy tuần rồi chưa về luôn á chay. Trời, mua bông mua hoa làm chi rồi để đi chơi rồi để bông hoa đều hư hết rồi. Uổng vậy, sao biết vậy, bơi kêu bà bán vô cho mình, cái mình tự nhiên mua về cho đã vô rồi. Phải từ từ để mẹ coi. Trời ơi, có trái dâu nữa nè. Có trái dâu luôn mà không đi chơi mấy tuần lễ không ai nhà rồi, tưới về giùm hết. Trời ơi, gặp nguyên tuần rồi nó mưa nữa chứ mà để kiểu này mưa sao úng da úng đồ luôn, đúng rồi. Bởi vậy. Rồi đi qua đâu rồi đó? Đi chị không có nhà. Chơi đi chơi. Đừng có cầm mấy trái bánh đi chơi, con có chơi đâu. Đi. Chạy đi. Chị sao chạy xuống đó? Đi con, đi về nhà con. À, con chim bay bay. Đi về với ba, đi về với ba. Hồi nãy giờ ba đi làm về con chưa gặp ba luôn á trai. Ba đi làm về là con ngủ rồi, giờ ba đi tắm ra là con đi chơi chưa, bà gặp ba đi về, chạy về gặp ba, hello ra đi cái. Chơi banh của người ta, giục banh người ta vậy đó, có được không? Đi vô trả banh người ta liền ngay lập tức. Rồi giỏi, về đi, mẹ cho kẹo sô cô la, về ôm ba đi. Hỏi ba đi làm có vui không? Hỏi ba có khỏe không? Đúng rồi, chú dẫn chó đi đó. Ghê đó, ghê đang chùa nhà, chắc ba đang dọn dẹp nhà tổng á. Đi vô mẹ cho chị quà nha, mẹ có quà cho chị. Yeah, can you give daddy a hug? Say daddy I miss you. You miss me? No. Hồi nãy mẹ đi chợ coi mẹ có mua đồ, giờ mẹ có mua đồ cái xong mẹ mua quà cho Chay nè. Chay nói làm sao? Please. Khoanh tay lại. Nói làm sao? Please mẹ ơi. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Con có thương mẹ không? Dạ. Mà Chay có thấy là mẹ thương Chay không? Mẹ quá trời chơi. Bây giờ mẹ mở lột hết, Chay tự lột ra đi. Trời, tự lột ra. Trời ơi, ai mà chơi nhạc lớn dữ trời. Có Lucky nè. Ừ, Lucky nè. Sao con? Mẹ không ăn đi, đó mẹ mua cho Chay đó, kẹo sô cô la đó. Sô cô la đúng rồi. Không được đâu hả? Sủa sao kỳ vậy? Sô cô la gì kỳ vậy? Được nè. Con chỉ cần làm mạnh hơn thôi. Cái muỗng này nó không có mạnh á. Rồi đưa mỏ vô. Đưa mỏ mét mốt vô, cái mỏ mình già bự dài mà. Đưa vô, đúng rồi, thấy chưa? Thấy không? Cảm ơn mẹ đã chỉ con. Con ơi, ừ. Quá luôn, hôm nay trời quá đẹp luôn cô chú. Cho cô bà Lucky bà ngồi kìa. Bà Lucky mà tôi tưởng bà hưu cổ, bà đưa cổ bà lên.
Jay không được cho Lucky ăn sô-cô-la nha con. Lucky không được phép ăn sô-cô-la nha. Có đồ chơi chồng con kia, mẹ ơi con kia. Mẹ cũng không biết nữa con. Ngon không con? Ngon không con? Ngon không? Sao mẹ hỏi mà con không trả lời? Chay à, con biết con cần làm gì không Chay? Con cần uống nước nhiều vô, từ sáng giờ con không uống nước, không uống nước nhiều. Mẹ cũng vậy nè, giờ mình vô mình lấy một chai nước mình uống vô nè. Ăn xong hết đã rồi muốn cái này sao? Ăn xong hết đi. Ăn xong hết mình bỏ đồ chơi xuống mình mới chơi cái kia được. Nghe lời mẹ đi. Lời nói của mẹ không bao giờ là quá dư thừa. Chỉ có sự lì lợm của con mới là dư thừa thôi. Ăn hết cái đó đi rồi mẹ cho đi xe đó trời. Trời ơi công chúa ngồi trên chiếc xe kìa. Ủa mô phẹt ra mất tiêu rồi. Con mô phẹt con cất ở trỏng hả? Cất trỏng nào? Ê đừng đụng vô áo, dơ áo unicorn á. Con ăn sô-cô-la là con phải cẩn thận để con đừng dơ áo nha con. Dơ áo đẹp của mình á. Để xuống xe. Who was that baby? Can you bring a couple of bottles of water? What's that? Can you bring couple? I'm gonna take out this garbage first so you can record it a little bit more. Ba chị bữa nay đi làm về trễ. Tới gần 4 giờ chiều mới về. Bye bye ra đi. Nhưng mà chuẩn bị ba chay là đi tuần sau là đi làm lại tuần sau là tới tuần sau là nước Mỹ mở không phải nước Mỹ nữa. Tuần sau là tiểu bang Michigan mở cửa lại rồi. Chay nhìn mẹ coi chay. Cười nghe coi. Cười đứng ai giỏi. Con sô-cô-la mà con thấy mẹ thương con không? Con thấy mẹ đi mà mẹ vẫn nhớ tới con, mẹ vẫn mua đồ chơi cho con mặc dù con đang ngủ thấy không? Mà con thấy mẹ có thương con không? Có không chay? Có. Đúng rồi. Con có thương mẹ không? Ba đâu? Ba đi dục rác rồi con. Quá luôn. Cuối cùng mặc được cái đầm đầu tiên cho cô chú coi. Hôm qua thì cũng ấm mà ấm cái kiểu mà gió quá trời gió luôn. Ăn lẹ đi chứ còn có một cục mà để dành chi cái miết nữa ta. Mẹ con gì á? Con gì đâu? Con gì á mẹ giống dễ cá. Con gì? Dễ cá. Con nói giống con cá quá ha. Dễ cá mẹ giống dễ cá. Trời chay con cái con mèo kìa chay. Con mày đó thấy cái tướng đi của nó là thấy là nó là trouble đó. Ê như nó săn nó bắt nó lượn gì đó. Lucky đó đây. Ra hốt xác nó. Đó Lucky đó. Hồi bữa Lucky với đó đó rõ tại trời khỏi kêu luôn cái lắc bà Lucky kìa. Lucky sau lưng con kìa chay chay con Lucky chay đó coi hai đứa đó thấy nhau là cứ rình mò quýnh lộn rồi vậy đó. Hai đứa đang kiếm nhau quýnh lộn. Ê nó nghe nè đừng có để tốn thêm $500 nữa nha với Lucky nha. Lucky, come inside. Đó, chay đi bước lại. Bước lại đây. Hai đứa nó quýnh lộn. Đó thấy chưa, thấy Lucky không? Lucky căm phẫn nó lắm á. Mèo. Có con mèo này là tối là làm mình tốn $500 đó chay. Mẹ kêu vậy. Con mèo kêu vậy hả? Đó, hai đứa đó đang kiếm nhau đó quýnh lộn á. Để cho ba vô ba xử. Lucky giữ chưa? Thấy Lucky còn bước tới đâu làm y như là chú tẩy gừng xanh vậy đó. Đây mày qua địa phận của tao hả? Bước. Lại đây, để đứng đây để tụi nó quào một cái rồi nó bay tùm lum bây giờ. Đó, coi tụi nó kìa. Mét ba, đúng rồi, mét ba. Nói ba ơi. Nó ra kêu bà nó. Kêu bà nó hai đứa đang quýnh lộn. Stewie and Lucky. Yeah, I don't want to pay $500. Look, it's cat. Look, it's cat, Daddy.
À, look it cat daddy, biết rồi. Rồi bắn. Bắn nè, bắn, bắn nè, đi về. Chạy, mất dép. Rồi, xong. Lucky, Lucky đứng kia. Lucky will lose. You think he'll lose? He always loses. He's always coming home with nips and jackets. Chồng một mấy Lucky nè, lúc nào đến Lucky lúc nào đến lộn cũng thua. Lucky lúc nào đến lộn cũng thua, sung lắm. Hả? Ừ, Lucky đến lộn á con. Ừ, Lucky chạy luôn hả? Dạ. Lucky muốn lộn gì? Ừ. Nó kỳ trong đụm cây kìa con. Rồi, thôi bây giờ quay video cho cô chú. Tới đây là được rồi. Xin kết thúc video nghe cô chú nha. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này. Like video cho chay nha cô chú. Bấm nút đăng ký nữa. Kênh Jay Sky thôi à. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và hẹn gặp lại cô chú vào video clip ngày mai. Bye bye. Bye bye cô chú đi chơi. Dù duyên á, dù duyên không? Bye bye everybody. Say I love you. Đi chơi. Bye bye cô chú đi chơi. Lớn lên. Bye bye chồng chú. Rồi, giỏi.